Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video khóa học Facebook Marketing, quảng cáo và bán hàng kiếm tiền trên Facebook năm 2020. Và video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn toàn bộ những cái kinh nghiệm, những cách thức để các anh chị lựa chọn sản phẩm và dịch vụ để bán trên Facebook. Thế thì các anh chị và các bạn có thể đã có sản phẩm rồi, đã có dịch vụ rồi. Thí dụ người làm salon cắt tóc, người làm spa, người bán quần áo, người bán giày dép, người bán mỹ phẩm, người bán phụ kiện điện thoại, vân vân. Thế cũng có người thì chưa có, có người thì chưa có, chưa biết bán cái gì, chưa khởi nghiệp. Thì sau đây sẽ là một số những kinh nghiệm để hướng dẫn cho anh chị các bạn có thể tiếp cận được và có thể là lựa chọn cho mình được những cái sản phẩm và dịch vụ dễ bán nhất có thể, được chưa ạ? Thế thì cái sản phẩm để bán trên Facebook thì tốt nhất là nên chọn những cái sản phẩm bán đến người tiêu dùng cuối cùng, tức là end user ấy. Bởi vì là nếu mà mình bán theo mô hình doanh nghiệp cho doanh nghiệp thì chúng ta tiếp cận ở trên Facebook như này là chúng ta tiếp cận cá nhân, thì trong các cá nhân đấy thì cũng có thể là có chủ doanh nghiệp. Thế nhưng mà rõ ràng là 1.000 người, thậm chí 1.000.000 người mới có một chủ doanh nghiệp, thì rõ ràng là cái tỷ lệ lãng phí về quảng cáo của chúng ta sẽ rất là cao. Tôi không nói là quảng cáo B2B là không tốt hay không hiệu quả, mà tôi nói là B2C hoặc là C2C, tức là bán hàng giữa doanh nghiệp dành cho cá nhân hoặc là cá nhân dành cho cá nhân thì tốt hơn rất nhiều. Nên lựa chọn những cái mặt hàng người tiêu dùng cuối cùng như vậy, theo cái ý mà tôi vừa nói. Và thứ hai nữa là chúng ta nên chọn những cái sản phẩm mà tiêu dùng nhanh, các sản phẩm mà người ta nhìn thấy người ta sẽ có nhu cầu mua hàng luôn. Bởi vì hiện nay quảng cáo Facebook nó chính là lướt 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 như này, nó sẽ dừng lại và nó sẽ xem nó có nhu cầu mua hay không. Những cái sản phẩm mà người ta thấy là nó khó quá, nhu cầu quá thì nó rất là khó chuyển đổi, thì chúng ta nên lưu ý về điều đó. Tóm lại là những cái mặt hàng tiêu dùng nhanh, những cái mặt hàng như là thời trang, mỹ phẩm hay là phụ kiện điện thoại hay là du lịch hay cái gì đó, hay đồ ăn thức uống, cứ ăn mặc ở, du lịch, học hành là các bạn có thể chạy được, chăm sóc sức khỏe, y tế là đều có thể chạy được, cứ liên quan đến người tiêu dùng cuối cùng cho tôi nhá. Rồi, các cái sản phẩm và dịch vụ thì giá nào cũng có thể bán được. Tôi thấy người ta chạy quảng cáo bán ô tô người ta cũng bán được, mà chung cư bất động sản vài tỷ hoặc là vài chục tỷ người ta cũng bán được, vì khách hàng ở trên đấy là 70 triệu tài khoản như tôi nói. Thế nhưng mà nguyên tắc là giá càng cao thì càng tiếp cận được ít hơn, giá càng thấp thì sẽ càng tiếp cận được nhiều người. Nếu bạn bán hàng tiêu dùng thì cái mức hàng hóa sẵn lòng tốt nhất có thể nó khoảng tầm rơi vào cái khoảng tầm từ 300.000 cho đến khoảng 1 triệu đổ lại. Còn dưới 300.000 thì chúng ta vẫn bán được, bán rất là chạy, nhưng mà chúng ta sẽ không có tiền làm quảng cáo. Chúng ta lợi nhuận của chúng ta nó mỏng quá. Hoặc là chúng ta có thể bán bằng cái phương pháp không quảng cáo, như là phương pháp live stream, hoặc là phương pháp mà chạy quảng cáo với số lượng lớn, đơn hàng lớn. Thí dụ như tôi thấy có những bạn ấy bán cái kính mắt khoảng 250.000, thế nhưng mà giá nhập thì nó cũng chắc là tôi nghĩ chỉ 60-70.000 thôi. Và bạn live stream bạn bán như vậy một ngày có thể 1.000 đơn, 2.000 đơn thì cũng có lời. Nên là chạy quảng cáo một ngày khoảng vài chục triệu thì vẫn ngon lành. Bởi vì làm cái tiền mà mình thu về, ví dụ mình bán 1.000 đơn thì mình cũng kiếm được tiền trăm, thì mình mất vài chục triệu mình vẫn có lời rất là tốt. Cái chuyện là giá làm như nào để mình bán được số lượng lớn và biên độ lợi nhuận như nào, chúng ta rất là quan tâm, được chưa ạ? Rồi các cái sản phẩm mà chúng ta cũng nên chú ý là hướng tới những cái tập khách hàng trẻ. Ví dụ như là cái nhóm mà chúng ta chạy mà tốt nhất là hiện nay là cái nhóm tiêu dùng từ khoảng độ 20 tuổi đến 40 tuổi. Đấy, thế còn dưới đấy thì cũng bán được, nhưng mà nó bị phụ thuộc vào thu nhập, đúng không? Hay trên đấy thì cái lượng người dùng Facebook nó cũng ít hơn, nên là cũng sẽ khó bán hơn một chút. Đấy, thì chúng ta cũng lên lưu ý. Hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu những cái gọi là best product on Facebook, tức là những cái sản phẩm hoặc dịch vụ bán tốt nhất trên Facebook. Đó, thì chúng ta làm để chúng ta lưu ý, đúng không? Hay là quần áo, giày dép các thứ thì chúng ta đều đã thấy rồi. Chúng ta có thể tạo ra những cái sản phẩm mới hoặc là dịch vụ mới, hoặc là chúng ta có thể bán những cái sản phẩm và dịch vụ đã có trên thị trường. Chúng ta cũng có thể làm lấy cái hàng ở nước ngoài về, chúng ta nhập, chúng ta order. Đấy, thí dụ như là năm nay là năm Canh Tí, thì trước Tết có bạn ấy bán cái hạt gạo vàng 24k, bạn ấy nhập có khi chỉ độ 350-400.000, hoặc là vàng 18k thì bạn ấy bán lên 600-700, 1 triệu mà trong vòng một vài ngày trước Tết, người bạn ấy có thể bán được cả 1.000 cái hạt gạo như vậy. Rất là hay.
là chúng ta cũng nên bán theo cái cách là bán nhiều sản phẩm, chứ không phải chỉ chuyên bán một sản phẩm. Ví dụ mình mỹ phẩm mình có thể bán nhiều hãng, và trong mỹ phẩm thì cũng có rất là nhiều dằn. Thì đấy là cái ý tưởng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hình dung ra, được chưa? Vâng, và chúng ta cũng tạo ra những cái sản phẩm và dịch vụ khác biệt với thị trường bằng cách là liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới, bằng cách là liên tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và đổi mới chương trình. Đó là những cái ý tưởng mà các bạn có thể làm tốt hơn, đúng không? Hay là tôi có thể lấy cho các bạn một cái ví dụ mà bán cái gậy đánh golf cũ. Thì tôi có một cái anh học viên, anh em start up với một cái chuỗi bán gậy đánh đồ golf cũ cũng rất là hiệu quả. Anh ấy bỏ ra khoảng 200 triệu mua gậy về, và chính sách bán hàng là giá rất là rẻ rồi, cho đổi trả thoải mái và mua lại gậy. Nếu mà khách mua, ví dụ như là khách mua 1 triệu, khách đánh xong thì họ có thể mua lại với giá 700.000, cho đổi trả thoải mái vân vân, thì khách gần như không có rủi ro gì cả. Thế nên là cái cửa hàng của anh ấy phát triển rất là nhanh, với số vốn khoảng 200 triệu bỏ ra ban đầu, anh ấy phát triển lên và anh ấy bây giờ hiện nay có khoảng tầm 8 cái cửa hàng, với cái tỷ lệ hàng tồn kho trong trong kho hiện nay lên tới khoảng tầm 5 tỷ, 10 tỷ tùy vào cái thời điểm anh ấy thống kê, thì giá trị của chuỗi bây giờ có thể lên tới 10 tỷ. Như vậy là bỏ ra có 200 triệu thôi, nhưng mà startup trong vòng 2 năm như vậy rất là thành công. Khách cũng mua bằng cách là đến cửa hàng, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google một chút để đưa khách đến cửa hàng, cũng rất là hay. Cái câu chuyện như vậy là chúng ta cũng lưu ý. Rồi thì chúng ta cũng tính đến những cái sản phẩm mà ăn theo. Thí dụ như là iPhone thì họ bán iPhone rồi, thì mình bán ốp lưng, mình bán những cái phụ kiện khác. Đó, hay là MacBook của tôi như thế này, đúng không? Thì người ta bán những cái bọc, cái bao, rồi thì cái miếng dán màn hình, rồi cái này cái kia. Thì chúng ta thấy rằng là cái lượng người mua nó cũng rất là nhiều. Chúng ta có thể cân nhắc như vậy. Và về giá thì chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm có biên độ lợi nhuận đủ tốt. Bởi vì nếu mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook thì cái chi phí quảng cáo cũng rất là đắt. Nếu mà biên độ lợi nhuận của chúng ta thấp thì chúng ta không chạy được. Đấy là tôi cũng chia sẻ thẳng như vậy. Ví dụ như là các cái sản phẩm đông y ở Việt Nam chẳng hạn, thì họ chạy rất là nhiều. Các bạn thấy là cái chi phí sản xuất, thì tôi tiết lộ các bạn giật mình luôn, một cái hộp viên nang như thế này, đóng bằng cái hộp nhựa, khoảng độ 50 viên hay 100 viên tùy loại, nhưng thường là 50 viên. Thì giá sản xuất nó cũng tùy lắm, nhưng mà nó chỉ vài chục ngàn thôi. Có những loại 20-30 ngàn, có loại 40-50 ngàn. Họ bán 300-500, tức là họ nhân với cái giá bán lên tới 8 lần, 10 lần, 12 lần, thậm chí 20 lần. Thế nên là họ có cái ngân sách rất là lớn, họ chạy quảng cáo và họ có biên độ lợi nhuận rất là tốt. Thì đấy là một cái kinh nghiệm mà các bạn cũng nên xem, nên chú ý. Hoặc là những cái dịch vụ, ví dụ như dịch vụ đào tạo, hay là các cái dịch vụ pha chế, hay rất nhiều các cái dịch vụ thì cái biên độ lợi nhuận nó cao, hay dịch vụ spa thì chúng ta có thể chạy được. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng phải lưu ý về các cái cách khai thác nguồn hàng. Thì bây giờ chúng ta có một số cái nguồn. Thứ nhất là nguồn trong nước. Nguồn trong nước thì chúng ta có thể nhập từ các cái nhà sản xuất, các xưởng gia công, các công ty. Thì khi nhập thì chúng ta cũng phải lưu ý là chọn những cái sản phẩm và dịch vụ nó tốt, nó có chất lượng và nó ăn thị trường. Ví dụ như là sơ mi nam, tôi đang có cái sản phẩm sơ mi nam nhưng mà giá rất là rẻ, chỉ 100 ngàn, hơn 100 ngàn giá nhập thôi. Thì bạn có thể bán 190-200, bạn bán trên các cái nền tảng Facebook group, hoặc là bạn bán trên sàn thương mại điện tử. Đấy, chúng tôi có xưởng sản xuất mà. Hay quần áo cũng như vậy, giày dép cũng như vậy, các bạn có thể tham khảo thêm. Thế rồi thì các bạn cũng có thể phát triển thêm về cái nguồn hàng bằng cách là vào những cái trang thị trường sỉ, hay là các cái group nguồn hàng giá sỉ, hay là chúng ta có thể đến những cái khu công nghiệp, những cái làng nghề. Cái làng nghề chuyên về giày dép thì có thể cung cấp giày dép cho bạn, hay làng nghề chuyên về đồ gỗ có thể cung cấp đồ gỗ cho bạn, quan trọng là bạn có ý tưởng. Hay là cái làng nghề chuyên về chăn ga gối đệm thì có thể là cung cấp chăn ga gối đệm cho bạn để các bạn bán, đúng không? Làng nghề cũng là một cái nguồn hàng rất là tốt. Các công ty, các cái khu công nghiệp là có những nguồn hàng rất là tốt, các bạn có thể lấy ra các bạn bán. Một cái nhóm nữa là các bạn có thể tự sản xuất những cái mặt hàng handmade, thủ công, như là đồ ăn, thức uống, hay là thời trang, hay là những cái đồ lưu niệm, đồ phụ kiện, đồ làm đẹp đều có thể được. Hoặc là cái nguồn hàng từ Mỹ, từ châu Âu, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc,
từ các cái quốc gia khác nhập về chính ngạch hoặc là nhập về qua đường sách tay, đấy, qua đường hàng không, thì đây cũng là những nguồn hàng mà đang bán rất là tốt tại thị trường Việt Nam. Hoặc là cũng có những cái nguồn hàng mà đặc biệt nhiều, đấy là nguồn hàng từ Trung Quốc, qua gồm này cũng chính ngạch từ Trung Quốc hoặc là tiểu ngạch từ Trung Quốc. Chúng ta cũng có thể nhập khẩu hoặc là chúng ta lấy từ các cái trang như là Tmall, Alibaba, AliExpress hay là những cái trang mà 1688 của bên 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 Trung Quốc, hoặc là những cái cách mà chúng ta có thể dùng phương pháp như là mua hàng hộ, chúng ta tính phí, mua hàng hộ từ khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là mua hàng hiệu hay là mua thực phẩm chức năng hay là mua những cái đồ điện tử. Nói chung hàng Trung Quốc thì là cái nguồn hàng mà rất là sẵn và rất là dồi dào đối với người bán hàng online nói chung và những người bán hàng trên Facebook nói riêng. Và bạn muốn có hàng trăm đơn thì bạn phải có một cái nguồn hàng có số lượng mua lớn, hoặc là có bạn phải có nhiều hàng và mỗi hàng có một cái số lượng mua vừa lớn thì bạn sẽ kết hợp được. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết trong cái cuốn sách về Facebook Marketing năm 2020, mà cũng hướng dẫn các cái bài viết rất là đầy đủ, đánh hàng trên Tmall hay Taobao hay AliExpress như thế nào thì các bạn chịu khó vào để xem nhá. Thì cũng rất là dễ thôi, không quá khó. Thì đấy là một số những cái lời khuyên về nguồn hàng. Và quan trọng hơn hết thì các bạn phải hiểu là khi mà chúng ta lựa chọn hàng hóa thì chúng ta cố gắng chọn những cái sản phẩm tốt thì khách hàng họ sẽ tái mua, người ta sử dụng sản phẩm và dịch vụ, người ta thấy hài lòng, người ta sẽ quay lại, thì lúc đấy chúng ta mới có tiền, chúng ta mới hình thành được nên cái đế chế của chúng ta về kinh doanh, cái dòng tiền chúng ta mới ổn định. Chứ còn chúng ta làm ăn tắc bụp thì chúng ta sẽ không ổn định đâu. Và cao hơn nữa là chúng ta sẽ cần đến cái tư duy về sản xuất số lượng lớn. Chúng ta sẽ làm các cái dịch vụ theo mô hình nhân rộng ra khắp toàn quốc hoặc là bán ra thị trường nước ngoài. Thì đấy là một số những cái lời khuyên rất là căn bản. Và có một cái câu nói rất là kinh điển đấy là bán gì thì bán, đừng bán lương tâm, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm tốt, dịch vụ tốt cho khách hàng thì tốt cho sức khỏe của họ, tốt cho gia đình họ, thì chúng ta cũng cảm thấy an tâm, và đạo đức của chúng ta cũng cảm thấy được thanh thản. Và đặc biệt là chúng ta không bị đối mặt các cái vấn đề rủi ro về pháp lý. Bởi vì chúng ta cũng có thể kiếm được tiền nhưng mà chúng ta chạy bùng chạy lậu, hay là chúng ta bán các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hay là không có chứng nhận chứng từ, thì chúng ta sẽ từ đó chúng ta cũng sẽ thấy là có thể phải đối mặt với những cái nguy cơ về pháp lý rất là cao. Thì cái đấy chúng ta cũng không trả được trong tương lai đâu. Nếu như mà cơ quan pháp luật sờ đến là chúng ta cũng thấy là rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Đấy thì một số cái phương pháp như thế thì các bạn có thể kết hợp, hoặc là các bạn có những cái tài năng gì thì các bạn đưa ra, dạy tiếng Anh hay dạy tiếng Nhật hay là dạy khóa học online giống như là của tôi nói như thế này. Đấy, chúng ta có thể phát triển rất nhiều các mô hình bán buôn, bán lẻ, bán sỉ, bán cộng tác viên, hoặc là mở các cái chương trình đào tạo để thu hút các cái khách hàng, vân vân, đều có thể làm được. Ok, rồi, xin chào các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn có câu hỏi gì thì vui lòng liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin cảm ơn.